Vậy là video lần trước chúng ta đã cùng nhau dừng lại thời điểm khi mà Inarius lập ra một giáo phái cho riêng mình để đấu lại Tryon, giáo phái được điều hành bởi con trai của chúa quỷ Mephisto, nhằm thông qua đó mà gieo rắc những tư tưởng xấu xa độc hại của tam đại ác quỷ cho con người. Và đây cũng chính là những mầm mống cho một trong những cuộc chiến tranh dai dẳng nhất trong lịch sử Sanctuary. Và nó cũng chính là sự kiện chính thức mang sức mạnh của các Nephilim quay trở lại trên toàn cõi, cũng như làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của đại thiên thần nổi tiếng Tyrael về con người. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Để nói về cuộc chiến tranh tội lỗi thì có lẽ nó cũng có phần giống như The Internal Conflict hay cuộc xung đột vĩnh hằng giữa hai phe là thiên thần và ác quỷ. Đó chính là nó không phải là một cuộc đại chiến chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ và hủy diệt tất cả, mà nó giống như tập hợp của nhiều cuộc xung đột lớn có, nhỏ có diễn ra trên suốt lịch sử tồn tại của hai phe là Thánh Đường Ánh Sáng, đại diện bởi Inarius, và Tryon, thờ ba linh thần mà thực tế là đứng sau bởi tam đại ác quỷ. Cuộc chiến này không đơn thuần chỉ là những xung đột ví dụ như những cuộc chiến đẫm máu bên ngoài chiến trường, mà nó còn là những xung đột về ý thức hệ, hay dễ hiểu hơn là về mặt lý tưởng. Hai phe này đua nhau truyền bá những tư tưởng của mình và tìm mọi cách để những người dân còn lại trên thánh địa về phe của họ. Và những công việc để thực hiện được mục đích này bao gồm xây dựng những khu căn cứ, tuyên truyền những thông điệp trên mọi cộng đồng dân cư, hay xây dựng những đài tưởng niệm để tăng cường đức tin của dân chúng và tôn giáo của họ. Rõ ràng thì mục đích của việc này đó chính là tạo ra một lòng trung thành tuyệt đối của những người thuộc giáo phái này. Và với cuộc chiến tranh tội lỗi thì có lẽ lòng trung thành và đức tin của các con chiên sẽ là những thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Và cứ thế, cuộc chiến này đã ám ảnh và hành hạ cư dân của toàn cõi thánh địa trong một khoảng thời gian rất lâu, cho đến khi hai sự kiện quan trọng xảy ra. Sự kiện đầu tiên đó chính là rất có thể chính do cuộc xung đột giữa hai tôn giáo này mà một cách nào đó đã làm cho Lilith có thể thoát ra khỏi được cõi hư vô, nơi mà Inarius đã nhốt cô vào, và như chúng ta đã đề cập ở trong phần 3. Và tất nhiên sau khi thoát ra khỏi nơi này, cô chắc chắn sẽ tiếp tục dã tâm của mình, đó chính là mang sức mạnh của các Nephilim quay trở lại nhằm tạo cho mình một đội quân có thể hủy diệt được cả thiên thần và ác quỷ. Và có vẻ như trong lúc Inarius đang quá tập trung vào cuộc chiến tranh tội lỗi thì đã lơ là việc bảo vệ The Warstone, khiến cho Lilith bằng một cách nào đó mà có thể giảm bớt được khả năng kìm hãm sức mạnh của các Nephilim mà Inarius đã tạo ra nhờ hòn đá thế giới này. Và chính nhờ hành động này của Lilith đã dẫn đến cho chúng ta một sự kiện tiếp theo, sự kiện thứ hai cũng quan trọng không kém. Nhưng đừng vội, trước khi vào sự kiện này, mình xin mời các bạn tìm hiểu một chút về một nhân vật, đó chính là một anh nông dân có tên là Eudicen. Về cơ bản thì lý lịch của anh thực sự là không có gì quá đặc biệt. Anh ta là một con trai trong một gia đình nhà nông, nhưng thật bất hạnh đó chính là cả gia đình của anh ta, bao gồm bố mẹ cũng như anh chị em khác, đã đều qua đời do một dịch bệnh bí ẩn. Chỉ còn lại duy nhất anh và người em trai của mình là sống sót. Anh ta sống trong một thời đại mà có hai tôn giáo lớn mạnh nhất luôn miệng tuyên truyền về việc họ sẽ cứu rỗi loài người như thế nào, nhưng cuối cùng gia đình của anh lại phải chịu kết cục như vậy, đã khiến cho Eudicen trở nên thù ghét với cả hai tôn giáo này. Anh ta không còn tin vào bất kỳ ai trong số họ nữa. Mặc dù vậy, cuộc đời của anh thật sự mới bắt đầu thay đổi khi anh gặp một người phụ nữ bí ẩn mang tên là Lilia. Cô được miêu tả là một người có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Tất nhiên sau lần gặp mặt đầu tiên thì Eudicen đã có một chút lòng cảm mến với cô nàng này. Tuy nhiên thì sau lần gặp đó thôi thì Lilia lại biến mất một cách bí ẩn, giống như cách mà cô đã xuất hiện. Không lâu sau đó, Eudicen đã gặp lại Lilia ở trong một khu rừng gần làng, và lúc này cô đã nói với anh rằng cô đã vừa chứng kiến một thứ gì đó rất kinh khủng và mờ ám ở trong khu rừng và cần anh giúp đỡ. Tất nhiên, Eudicen đã nhanh chóng nhận lời đi theo Lilia vào trong khu rừng, đến khi cô dẫn anh ta đến một địa điểm sâu ở trong khu rừng, nơi mà có hai xác chết. Hai xác chết này chính là xác chết của hai người truyền đạo thuộc hai giáo phái lớn kia. Và lúc này thì bỗng nhiên Lilia ngất đi, có lẽ là do quá kinh hãi khi nhìn thấy cận cảnh của hai xác chết này. Eudicen hoảng hốt, anh nhanh chóng đưa cô về quán rượu có tên là Thủ Lợn, một địa điểm quen thuộc của các dân chơi ở trong làng. Khi cô tỉnh lại, mọi người đã hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, thì Lilia đã thật thà kể lại chuyện mình và Eudicen đã gặp hai xác chết kia như thế nào. Và tất nhiên, cái gì đến cũng phải đến. Anh nông dân Eudicen đã bị bắt nhốt vào ngục tối vì được tin rằng có liên quan đến cái chết của hai người kia, do người ta đã tìm thấy con dao của anh găm ở sườn của người truyền giáo thuộc phe Thánh Đường Ánh Sáng. Trước ngày xảy ra phiên xét xử và trong khi đang bị giam giữ, Lilia đã một lần nữa đến gặp Eudicen và cô đã kể cho anh nghe câu chuyện đời của mình về việc cả gia đình của cô đã bị phá hoại bởi hai giáo phái như thế nào và cô đã may mắn trốn thoát được. Cô còn nói với anh rằng ngày mai khi đại diện của hai giáo phái tới, anh sẽ phải tự bào chữa cho mình để mọi người tin mình cũng như biết rõ được bản chất thật sự của hai giáo phái kia. Tới đây thì đã có một số dị bản cốt truyện về nhân vật này, tuy nhiên thì nhìn chung nó vẫn có cùng một bản chất, chính vì vậy thì mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện mà mình cảm thấy là hợp lý nhất. Ngày hôm sau khi mà phiên xét xử của Eudicen đã bắt đầu thì Lilia cũng đã có mặt, và đúng vào thời điểm mà khi điều tra viên chuẩn bị tuyên bố tội danh giết người của Eudicen thì bỗng nhiên một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào người vị điều tra này và giết chết anh ta.
Ngay sau đó thôi, rừng bão bắt đầu nổi lên. Thật may mắn anh và Lilia đã nhanh chóng thoát khỏi đống hỗn loạn. Nhưng thật không may trên đường đi thì Lilia đã bị thương và cô đã nhờ anh chạm vết thương đó. Thật kỳ diệu, vết thương của cô lành ngay lập tức. Lúc này Lilia nói với anh rằng rất có thể anh mang cho mình một sức mạnh thần thánh và bảo anh thử làm phép xua tan cơn bão kia đi. Và điều kỳ diệu lại xảy ra một lần nữa, cơn bão tan biến hoàn toàn. Đã có rất nhiều người chứng kiến điều vừa xảy ra và họ tin rằng Ulysses là căn nguyên của mọi chuyện. Và họ nhất quyết tin vào tội ác giết người của anh và rõ ràng không thể chấp nhận sự tồn tại của anh ở trong làng. Ngay sau đó, anh cùng Lilia và hai người bạn khác và người em trai của mình đã trốn đi. Trong suốt cuộc hành trình của mình, tình cảm giữa Ulysses và Lilia càng ngày càng sâu đậm hơn và cái gì đến cũng phải đến. Hai người đã có những hành động thân mật vượt qua giới hạn của bạn bè. Và tất nhiên, điều này sẽ diễn ra không chỉ một lần và thông qua những lần này, Lilia đã càng hiểu rõ hơn về con người của Ulysses và nhờ đó mà cô đã thuyết phục được anh tin tưởng về việc anh hoàn toàn có sức mạnh để đánh bại được cả hai phe phái lớn kia. Và một sự kiện quan trọng đã xảy ra trong cuộc hành trình của họ, Ulysses và những người bạn đã vướng vào một cuộc đấu với một tay sai thân cận của Primus, hay là Lucian, hay cũng chính là con trai của Mephisto. Và chính vì cuộc đối đầu này, bốn người họ đã phải lui về trú ẩn tại một thị trấn lớn có tên là Patha. Mặc dù điều này là hoàn toàn trái ngược với dự định ban đầu của Ulysses và Lilia, đó chính là tới nơi có ngôi đền vĩ đại của Primus và thánh đường ánh sáng của Inarius. Nhưng Ulysses đã nán lại ở đây để dùng sức mạnh của mình chữa trị cho những người dân bị thương. Vậy là anh và người tình của mình là Lilia tạm trú ở đây một thời gian và sau một loạt các sự kiện nối tiếp nhau xảy ra khi họ ở thị trấn này thì Ulysses cuối cùng đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó chính là Lilia không phải là một người phụ nữ bình thường mà cô thực ra là một con quỷ đội lốt người. Và con quỷ này chắc chắn các bạn cũng có thể dần đoán ra là ai được rồi. Đó chính là Lilith. Lilith lúc này mới lộ ra bản chất thật sự cũng như âm mưu của mình. Cô ta móc mỉa Ulysses rằng sức mạnh của anh thực ra chẳng có gì cả, tất cả đều do cô ta làm và cô ta nói rằng anh ta sẽ chẳng là cái thá gì nếu không có cô ở bên cạnh và cũng như cô có thể thay thế anh ta bằng một người bình thường khác. Thêm vào đó, chính Lilith cũng là người gieo rắc vào đầu anh những tư tưởng cũng như thao túng những quyết định của anh từ trước cho đến giờ. Quá thất vọng vào bản thân cũng như vào người mà mình đã từng yêu thương, Ulysses bỏ đi. Không lâu sau đó, anh và bạn bè của mình tìm thấy và họ quyết định di chuyển tới một khu rừng gần đó để trú ẩn. Và không những thế, đi cùng với họ còn là bộ phận những cư dân của Patha hay có vẻ như là những người từng được Ulysses giúp đỡ. Về phần Lucian hay Primus, hắn ta đã được thuộc hạ báo cáo cho thông tin về sức mạnh của Ulysses thông qua một cuộc đụng độ lần trước. Vậy là hắn ta quyết định sẽ tự tay mình kiểm tra tên người phàm này tại sao lại có sức mạnh đặc biệt đến như vậy. Và thật may mắn là Ulysses hiện tại không hiểu làm cách nào đó mà anh ta lấy lại sức mạnh của mình và thậm chí anh ta còn đánh bại Lucian khi hắn ta tấn công anh. Giờ đây, Ulysses đã giác ngộ lý tưởng, cùng với sức mạnh của mình, anh ta đã thành lập một nhóm có tên là Edrum. Và mục tiêu hàng đầu của hội nhóm này, đó chính là tiêu diệt hai giáo phái lớn nhất trên thánh địa, Thánh đường ánh sáng và Charon. Càng ngày, sức mạnh của Ulysses càng phát triển. Anh ta cũng giúp cho những người trong nhóm của mình có thể đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn trong họ, cũng như rèn luyện nó. Và để giải thích cho nguồn gốc sức mạnh này ở đâu, thì câu trả lời đó chính là đây chính là sức mạnh của các Nephilim, thứ mà đã được phần nào hồi phục sau một thời gian bị kìm hãm rất lâu bởi Inarius và The Wallstone. Và chính hành động của Lilith sau khi thoát khỏi cõi hư vô như chúng ta đề cập đến đã làm cho nguồn sức mạnh này quay trở lại trên khắp các vùng đất của thánh địa. Và tất nhiên, Lucian hay Primus không thể nào để yên cho đạo quân của Ulysses hoành hành được. Hắn ta đã cho quân lính của mình tấn công rất nhiều lần vào lực lượng của hội Endrum. Trion đã dần dần lộ nguyên hình là một tà giáo được điều hành bởi quỷ dữ. Nhưng tất nhiên, với việc mang trong mình sức mạnh của các Nephilim thì chúng không thể nào ngăn được Ulysses và đội quân của mình. Anh ta đã tấn công trực tiếp vào ngôi đền vĩ đại hay cũng chính là trụ sở chính của Trion. Sức mạnh không thể càn phá nổi của họ đã biến ngôi đền một thời được coi là biểu tượng cho quyền lực của quỷ đã bị phá hủy. Và lúc này, Lilith có vẻ như đạt được một phần mục đích của mình là có một đạo quân mang sức mạnh của các Nephilim. Nhưng cái mà cô ta không làm được đó chính là điều khiển họ. Cô ta đã cố gắng thực hiện điều này thông qua việc nhập hồn vào một người bạn của Ulysses, nhưng cuối cùng đã bị trục xuất. Và trong cuộc đối đầu lần cuối với Ulysses, Lilith đã bị đánh bại. Và góp phần trong chiến thắng này của anh, người ta cũng tin rằng là có sự hỗ trợ của Inarius và Rathma, sinh vật mà được coi là hộ thần cho thánh địa, như chúng ta nhắc đến ở trong video lần trước. Và cuối cùng thì Inarius đã một lần nữa nhốt Lilith vào trong hư vô, tất nhiên không quên điều chỉnh lại sơ hở của phép thuật để ngăn Lilith một lần nữa thoát ra. Mọi chuyện đến đây tưởng chừng như đã kết thúc, tuy nhiên Ulysses quyết định rằng thánh địa phải thuộc về con người và chỉ loài người mà thôi. Chính vì vậy, mục tiêu tấn công tiếp theo của anh chính là thánh đường ánh sáng, trụ sở chính của giáo phái mà Inarius lập ra. Và thế là một cuộc chiến kinh thiên động địa đã nổ ra, dư chấn của nó lớn đến mức mà tác động đến các chiều không gian khác, trong đó có cả thiên đàng tối cao và hỏa địa ngục. Ngay lập tức, quân đội của hai thế lực này xuất hiện trên toàn cõi thánh địa, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả các phàm nhân. Lúc này thánh địa chính thức biến thành chiến trường của một cuộc chiến tranh giữa ba phe: thiên thần, ác quỷ và Endrum. Những người lúc này sở hữu một phần sức mạnh của các Nephilim. Ulysses sau đó giải phóng nguồn sức mạnh siêu khủng khiếp đến mức mà nó đẩy tất cả các thiên thần và ác quỷ quay trở về thế giới của họ. Mặc dù vậy, anh nhanh chóng nhận ra rằng sức mạnh này cộng hưởng với sức mạnh của những người đồng đội của mình tạo nên một nguồn năng lượng có nguy cơ xé toạc thế giới và phá hủy toàn bộ thánh địa.
Trong một khoảnh khắc, anh ta đã nhận ra rằng có vẻ như mình đang dần biến thành thứ mà mình đã luôn muốn chống lại. Anh hiểu rằng chính lúc này, anh mới là hiểm họa lớn nhất cho sự tồn vong của nhân loại cũng như toàn cõi thánh địa. Với sức mạnh hủy diệt này, anh hoàn toàn đã trở thành một đấng tối cao mới, một vị chúa mới trong toàn khắp cả ba thế giới. Nhưng Edition đã không lựa chọn như vậy. Anh đặt nhân loại lên trên bản thân mình, anh sẵn sàng hy sinh chứ không hủy diệt đồng loại của mình. Và thế là Edition thu hết sức mạnh vào trong cơ thể của mình, và chính điều này đã làm cho cơ thể của anh không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, cơ thể của anh đã bị phá hủy, Edition không còn tồn tại nữa. Khi sức mạnh của anh được giải phóng lần cuối, người ta tin rằng chính nó đã khởi động lại hòn đá thế giới và tước đi sức mạnh cũng như trí nhớ về sự kiện này của các thành viên của Edrum. Và đây cũng chính là thời điểm được coi là đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh tội lỗi. Vậy thì những gì đã xảy ra sau sự kiện này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Hành động của Edition không chỉ giải phóng thánh địa khỏi một cuộc chiến tranh dai dẳng, mà nó còn khiến cho hội đồng các thiên thần đã phải tụ họp để biểu quyết và đưa ra quyết định về sự tồn vong của nhân loại. Câu hỏi đưa ra ở đây là có nên hủy diệt thánh địa và cả loài người hay không? Imperius, tổng lãnh thiên thần của sự can trường, đã đồng ý. Mathael bỏ phiếu chống. Aureo và Euterio lựa chọn không, họ tin rằng con người và thánh địa sẽ được phép tồn tại và phát triển. Vậy là phiếu cuối cùng thuộc về Tyro. Đến lúc này thì Imperius tin chắc rằng ông sẽ lựa chọn hủy diệt loài người vì đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý với nguyên tắc của Tyro. Tuy nhiên, Imperius không hề biết một điều rằng chính hành động của Edition đã làm thay đổi Tyro. Quá cảm động trước sự hy sinh của anh, ông ta đã nhận ra rằng con người thực sự là một giống loài rất thú vị và phức tạp, và có lẽ những sự kiện xảy ra không thể lúc nào cũng được đánh giá bằng những điều luật đã được đặt ra. Tyro nhìn thấy trong con người sự kết hợp của hai yếu tố, cả sự thất bại và cả niềm hy vọng. Lúc này ông tin rằng đến lúc nào đó con người sẽ trở thành một thứ mà các thiên thần trước nay đều ước ao để trở thành. Vậy là Tyro quyết định đứng về phía con người, và thế là nhân loại tiếp tục được tồn tại. Và hơn nữa, một giao ước đình chiến đã được đặt ra giữa thiên đàng và địa ngục, đó chính là Inarius sẽ bị gửi tới hỏa địa ngục và mãi mãi bị giam giữ và tra tấn tại đây. The Sin War, hay cuộc chiến tranh tội lỗi, có thể nói là đã kết thúc, nhưng những âm hưởng của nó có lẽ sẽ mãi còn dai dẳng trong từng nhịp sống, từng hành động của con người. Một cuộc chiến kéo dài mãi mãi về lý tưởng, về cái được gọi là đúng, cái được gọi là sai, về làm thế nào để tạo ra một thứ mà con người có thể coi đó là chân lý. Và đây cũng chính là thời điểm mà chúng ta cần phải kết thúc video này rồi. Nếu như các bạn thấy video này hấp dẫn thì đừng quên bấm like. Còn nếu như các bạn thấy chán thì bấm nút dislike để mình cải thiện trong những video kế tiếp. Và thêm vào đó là bấm nút đăng ký cũng như bấm nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ DLMO nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.